Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Trưa mùng 3 tháng 5, đám cưới quang lê ra trong không khí ấm cúng với sự tham dự của đông đảo khách mời là nghệ sĩ và giới hoa hậu Việt sau khi thực hiện lễ hàm thuận kết duyên cùng bà xã hoa hậu tại một ngôi chùa vào ngày mùng 10 tháng 12 vừa qua. Vợ chồng Quang Lê đã vui mừng tổ chức lễ cưới trưa mùng 3 tháng 5 với sự tham dự của gia đình hai bên và bạn bè thân hữu. Tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức vô cùng ấm cúng và chu đáo. Khách mời đến dự tiệc bắt buộc phải rửa tay và đo nhiệt độ trước khi vào sảnh. Đám cưới nam ca sĩ cũng được bảo mật thông tin và hạn chế truyền thông tác nghiệp. Tại tiệc cưới vào trưa nay, vợ chồng Quang Lê Ngọc Hân đã lấy nước mắt nhiều người khi lần đầu bày tỏ tình cảm dành cho nhau trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và đông đảo quan khách. Tiếp nối lễ rước dâu và bữa tiệc ấm cúng được tổ chức trong ngày, chú rể Quang Lê và cô dâu Ngọc Hân lại có thêm một bữa tiệc sang trọng và tưng bừng cùng dàn sao Việt đình đám. Tiệc cưới ngày thứ hai của Quang Lê Ngọc Hân được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Thành. Quang Lê được biết đến với vai trò ca sĩ. Nhờ vào giọng ca trầm ấm gốc Huế, anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm khán giả với những tình khúc sâu lắng. Trong suốt sự nghiệp ca hát, anh sở hữu cho mình nhiều ca khúc trữ tình bất hủ như Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Về đâu mái tóc người thương, Thương về miền Trung. Nhờ những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật một cách đúng đắn và tích cực, thế nên hiện tại Quang Lê đã sở hữu cho mình lực lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Ngoài sự nghiệp âm nhạc nổi bật, ít ai biết được rằng Quang Lê từng lấy vợ vào năm 22 tuổi nhưng sau đó không lâu cả hai đã đường ai nấy đi. Từ sau khi ly hôn, nam ca sĩ chọn cuộc sống độc thân cho đến bây giờ. Tuy nhiên mới đây, giọng ca gốc Huế khiến dân mạng một phen xôn xao khi tuyên bố muốn lấy vợ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Cụ thể trên trang cá nhân, Quang Lê đăng tải dòng trạng thái như sau: những người tôi yêu thương lần lượt đi lấy chồng, tôi đi lấy vợ đây, không nói nhiều nữa. Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng ảnh món ăn và bảo rằng vì không có vợ nên phải tự mình nấu. Bài viết vừa được đăng tải đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng trước tuyên bố của nam ca sĩ. Nhiều fan hâm mộ còn lầy lội hơn hối thúc thần tượng mau chóng cưới vợ càng sớm càng tốt. Trước đó, Quang Lê cũng từng nhắc đến vợ cũ trên sóng truyền hình. Anh cho biết vì còn quá yêu âm nhạc nên không thể dành hết tình cảm trọn vẹn cho cô ấy nên dẫn đến kết cục chia tay. Không những thế, nam ca sĩ còn tiết lộ hiện tại vợ cũ đang sống rất tốt với người chồng ở Sài Gòn và đã có 3-4 đứa con chồng rất viên mãn. Quang Lê từng lấy vợ vào năm 21 tuổi theo mong muốn của ba mẹ. Anh rất hiếm khi kể về vợ cũ, duy chỉ một lần tiết lộ rằng cô không hoạt động trong showbiz nhưng là con nhà có điều kiện. Cả hai tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè nhưng không đăng ký kết hôn. Sau một năm bên nhau, Quang Lê và vợ cũ đường ai nấy đi vì anh đặt sự nghiệp lên trên hết, không có thời gian dành cho gia đình. Nam ca sĩ cho biết, vợ cũ đã tái hôn và có một tổ ấm hạnh phúc với 4 người con. Quang Lê vẫn giữ liên lạc với gia đình vợ cũ qua email, thỉnh thoảng còn mời cô ấy đến xem ca nhạc. Năm 2006, Quang Lê hẹn hò với người đẹp Linda Vi Trâm Nguyễn. Cô là Hoa hậu Việt Nam toàn cầu, sở hữu nhan sắc và thân hình quyến rũ. Mối tình này từng gây chú ý không ít khi Quang Lê chia sẻ rằng anh không thể chịu được khi thấy bạn gái nói chuyện hay có biểu hiện tình tứ với người khác. Một lần vì ghen tức, Quang Lê đã đuổi Linda Vi Trâm Nguyễn ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Nam ca sĩ thừa nhận anh là người ghen tuông mù quáng. Cặp đôi chia tay cũng vì lý do này. Sau đổ vỡ, Quang Lê kín tiếng về chuyện tình cảm trong một thời gian dài. Quang Lê sinh ra tại Huế. Trong gia đình gồm 6 anh em và một người chị nuôi, Quang Lê là con thứ 3 trong gia đình. Đầu những năm 1990, Quang Lê theo gia đình sang định cư tại bang Missouri, Mỹ, say mê ca hát từ nhỏ và niềm say mê đó đã cho Quang Lê những cơ hội để đi đến con đường ca hát ngày hôm nay. Có sẵn chất giọng Huế ngọt ngào, Quang Lê lại được cha mẹ cho theo học nhạc từ năm lớp 9 đến năm thứ 2 của đại học khi gia đình chuyển sang sống ở California. Anh từng đoạt huy chương bạc trong một cuộc thi tài năng trẻ tổ chức tại California. Thời gian đầu, Quang Lê chỉ xuất hiện trong những sinh hoạt của cộng đồng địa phương, mãi đến năm 2000 mới chính thức theo nghiệp ca hát. Nhưng cũng phải gần 2 năm sau, Quang Lê mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Trong một cuộc thi tài năng trẻ tổ chức tại California, thời gian đầu,
Quang Lê chỉ xuất hiện trong những sinh hoạt của cộng đồng địa phương, mãi đến năm 2000 mới chính thức theo nghiệp ca hát, nhưng cũng phải gần 2 năm sau, Quang Lê mới tạo được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.